Ông quý vị đã giữ màn hình và tiếp theo xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với những bản tin nổi bật như sau. Gần 2 triệu người đứng trước nguy cơ chết đói tại các khu vực do nhóm Boko Haram kiểm soát ở Nigeria. Thưa quý vị, cơ quan lương thực thế giới viết tắt là WFP vào ngày thứ Bảy 28 tháng 1 cho biết, có khoảng 1.8 triệu người đang phải đối mặt với nguy cơ chết đói do tình trạng thiếu hụt lương thực tại các khu vực do nhóm phiến quân hồi giáo Boko Haram kiểm soát ở mạng Đông Bắc Nigeria. Kể từ năm 2009 cho đến nay, thì nhóm Boko Haram đã sát hại hơn 15.000 người vô tội, đồng thời khiến hơn 2 triệu người lâm vào cảnh tứ cố vô thân tại quốc gia Tây Phi nêu trên. Quân đội Nigeria nhờ vào sự hỗ trợ của các quốc gia lắng giềng đã giành lại quyền kiểm soát hầu hết những vùng lãnh thổ tại Boko Haram chiếm đóng. Tuy nhiên, gần đây thì nhóm này đã cho tiến hành thêm nhiều vụ tấn công tự sát nhằm để trả thù quân chính phủ Nigeria. Người đứng đầu cơ quan lương thực thế giới Entering Carlson cho biết có khoảng 4,4 triệu người đang cần viện trợ lương thực tại miền đông bắc Nigeria. Khoảng 40 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đến xin tị nạn chính trị ở Đức Quốc. Thưa quý vị, tờ Nhật báo The Spiegel và đài truyền hình ARD vào ngày thứ Bảy 28 tháng 1 loan báo, khoảng 40 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ từng phục vụ trong Liên minh Minh ước Bắc Đại Tây Dương, viết tắt là NATO, đã nộp đơn xin tị nạn chính trị ở Đức sau khi bị chính quyền thổ cắt chức sau màn đảo chính bất thành hồi trung tuần tháng 7 vừa qua. Phát ngôn nhân Bộ Nội vụ Đức cho biết, chính phủ đã nhận được đơn xin tị nạn của chính trị từ các quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng lại từ chối tiết lộ số người nộp đơn mỗi lá đơn sẽ được giới chức trách thẩm định kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Thông tin về việc các binh sĩ thổ nhĩ kỳ nộp đơn xin tình năng chính trị được lan truyền rộng rãi ngay vào thời điểm thủ tướng Đức Angela Merkel chuẩn bị công du sang thủ đô Ankara để hội kiến cùng tổng thống thổ nhĩ kỳ Tayyip Erdogan. Mối quan hệ giữa Đức và thổ nhĩ kỳ đã bị rạn nứt kể từ khi giới lãnh đạo Ankara cáo buộc chính quyền Berlin chứa chấp các chiến binh thuộc Đảng Lao động Người Kết PKK và Đảng Cực Tả DSKPC. Cả hai đảng này đều bị Thổ, Hoa Kỳ và Liên Âu liệt vào danh sách khủng bố. Năm công dân người Iraq và một người Yemen bị cấm lên chuyến máy bay từ Cairo tới New York. Mới đây, thì một nguồn tin vào ngày thứ Bảy 28 tháng 1 cho biết có đến 5 hành khách người Iraq và một người gốc Yemen đã bị cấm đặt chân lên chiếc phi cơ của hãng hàng không Egypt Air, vốn đang chuẩn bị thực hiện một cuộc không trình từ thành phố Cairo đến New York. Sau khi tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chính thức ban hành sắc lệnh hủy bỏ visa của những công dân đến từ 7 quốc gia Hồi giáo lớn nhất trên thế giới như là Syria, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Yemen và Iran. Xác lệnh này sẽ tạm thời có hiệu lực trong vòng 4 tháng, không chỉ đối với những công dân Hồi giáo, những người tị nạn chiến tranh gốc Syria cũng sẽ không được phép đến Hoa Kỳ. Ông Donald Trump cho rằng, biện pháp này sẽ giúp ngăn chặn những vụ tấn công khủng bố xảy ra trong tương lai. Sáu hành khách người Hồi giáo nêu trên đã bị ngăn cản không cho bước lên chiếc phi cơ mang số hiệu 985 của hãng hàng không Ai Cập tại một phi trường quốc tế ở thủ đô Cairo mặc dù họ đã được cấp visa trước đó. Năm hành khách người Iraq đã bị giữ ở phi trường cho đến khi được máy bay trở về lại cố quốc. Một người đàn ông Thái Lan bị kết án 11 năm tù giam vì tội phỉ bản hoàng tộc. Kính thưa quý vị, một người đàn ông bản xứ và ngày thứ Sáu, 27 tháng 1 đã bị một tòa án quân sự Thái Lan tuyên án 11 năm tù và 4 tháng tù giam vì các tội danh tấn công mạng và vị bắn hoàng gia Thái. Dựa vào hiến pháp của Thái Lan thì tội khi quân thường được liệt vào hàng trọng tội. Những ai buông lời mạ lì hoặc vị bắn gia đình hoàng gia đều sẽ phải đối mặt với bản án tối đa 15 năm tù giam. Những người đàn ông mang tên Burin Yintin, 28 tuổi, đã bị truy tố trước pháp luật sau khi buông lời miệt thị hoàng gia trên mạng xã hội Facebook. Đương sự từng bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 4 năm ngoái sau khi tham gia vào một cuộc biểu tình chống lại chế độ cầm quyền quân Việt ở thủ đô Bangkok. Kể từ khi lên ngôi cho đến nay, thì tân quốc vương của Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã ăn xá và giảm án cho hơn 150.000 tù nhân, trong đó bao gồm những người từng bị bắt giam vì tội phỉ bắn hoàng tộc. <laughs> Luật sư cử đảng cầm viên Myanmar bị bắn chết tại phi trường Yangon. Thưa quý vị, một viên cố vấn luật pháp của đảng cầm quyền Liên minh Dân chủ quốc gia đã vừa bị bắn thiệt mạng bên ngoài một phi trường quốc tế ở thành phố Yangon của Miễn Điện vào ngày Chủ nhật 29 tháng 1. Sau khi vừa hoàn tất chuyến công du tới Indonesia, truyền thông địa phương loan báo một tay súng không rõ danh tính đã bắn chết viên luật sư kỳ cựu Kony, một người có tiếng nói trong đảng cầm quyền Miễn Điện, đồng thời làm bị thương hai người khác đi cùng thư ký của ông Kuni là San Nanin cho biết, mặc dù đã bắt giữ được nghi phạm nhưng cảnh sát vẫn chưa biết được động cơ của vụ nổ súng. Ngoài việc làm cố vấn luật pháp cho đảng cầm quyền, thì ông Kuni còn là một trong những thành viên có mấu mặt trong cộng đồng Hồi giáo thiểu số ở Myanmar. Morocco bắt giữ 7 chiến binh Hồi giáo và tịch thu được nhiều vũ khí Vừa qua, lực lượng an ninh Morocco loan báo, họ vừa bắt giữ được 7 người bị tình nghi có liên hệ mật thiết với nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS vào ngày thứ Bảy 28 tháng 1. Ngoài ra, giới hữu trách còn tịch thu được nhiều món vũ khí, trong đó bao gồm những sợi dây nịch chứa bom. Trong một cuộc tuyên bố đưa ra cùng ngày, Bộ Nội vụ Morocco cho biết, những nghi phạm nêu trên trong quá khứ từng liên lạc với thủ lãnh của nhóm Thánh chiến cực đoan thuộc dòng Hồi giáo Sunni ở Syria, Iraq và Libya. Những đương sự này đồng thời đã dựng lên một nơi trú ẩn tại thành phố Duyên Hải, El Jadida của Maroc. Tại đây, thì cảnh sát đã tịch thu được một khẩu súng trường, bảy khẩu súng lục và nhiều vật dụng chế bơm. Được biết, kể từ năm 2002 cho đến nay, thì chính phủ Morocco đã phá hủy hơn 150 sào huyệt của các phần tử khủng bố, vốn có liên hệ với nhóm phiến quân, quân quốc gia Hồi giáo ISIS ở Iraq và Syria. đội Philippines giết chết 15 người ủng hộ phe ISIS. Thưa quý vị, một nguồn tin an ninh vào ngày Chủ nhật 29 tháng 1 loan báo, lực lượng binh sĩ Philippines đã vừa tiêu diệt được 15 chiến binh khủng bố, đồng thời khiến cho thủ lĩnh của nhóm này bị thương. Tên này là một trong những thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Abu Sayyaf, đồng thời đang bị tình nghi là đại diện của nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS ở Philippines. Hắn được xác nhận cái tên là Isnelon Habilon, đương sự theo dự trù sẽ không qua khỏi do vết thương quá nặng. Tổng tư lệnh quân đội Philippines, tướng Adudor Ano, nói với báo giới rằng chiến đấu cơ của quốc gia này đã công kích xuống khu vực đồi núi Lanao del Sur từ tối thứ Năm 26 tháng 1. Đây cũng là nơi đặt sao huyệt của nhóm viên quân nổi dậy Mauti. Cũng giống như nhóm Abu Sayyaf, nhóm Mauti đã tuyên bố trung thành với phe ISIS ở Trung Đông. Isnilon Habilon trước đây từng bị cơ quan điều tra FBI của Hoa Kỳ liệt vào danh sách truy nã gắt gao sau khi tham gia vào một vụ bắt cóc 17 công dân phi luật tân và 3 người Mỹ vào năm 2001. 30 thành viên của tổ chức Al-Qaeda bị tiêu diệt trong các cuộc công kích của Hoa Kỳ ở Yemen. Vừa qua, truyền thông quốc tế đã loan báo nhiều chiếc trực thăng của quân đội Hoa Kỳ đã vừa liên tục công kích xuống miền Nam Yemen vào rạng sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 1, khiến cho nhiều thường dân và ít nhất là 30 thành viên thuộc tổ chức khủng bố Al-Qaeda bị tử vong. Chính phủ Hoa Kỳ hiện vẫn lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện màn oan kích đậm máu này trong một màn đấu súng riêng lẻ tại quận Yakla của tỉnh bang Obeda một trong những thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Al-Qaeda tại Yemen, có tên là Abdul Ra'ar al dabhab đã bị thiệt mạng. Đây là một công kích đầu tiên mà quân đội Hoa Kỳ thực hiện tại Yemen kể từ khi quốc gia Bắc Phi này rơi vào tình trạng nội chiến cách đây khoảng 2 năm về trước. Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, thì nhóm Al-Qaeda đã đăng nhiều lời ca ngợi và tưởng nhớ tới trùm thủ lãnh al dabhab Máy bay nhỏ rơi xuống sông trong ngày Quốc Khánh Úc, giết chết hai người. kính thưa quý vị, một chiếc máy bay nhỏ rơi xuống sông Swan ở thành phố Perth của Úc hôm thứ năm ngày 26 tháng 1, giết chết phi công và hành khách đi trên máy bay giữa lúc đang diễn ra các hoạt động lễ hội Australia Day, hay ngày Quốc Khánh của Úc. Hàng ngàn người tụ hợp để xem một cuộc trình diễn thường niên Sky Show và pháo bông đã chứng kiến chiếc máy bay đâm xuống nước. Một đoạn video do người đi dự lễ hội thu được cho thấy giây phút kinh hoàng. Một nhân chứng kể lại rằng, cánh trái của máy bay chạm mặt nước rồi chiếc máy bay đâm xuống nước và gãy đôi. Cảnh sát hôm thứ Sáu cho biết viên phi công là ông Peter Lynch, 52 tuổi, và bạn đồng hành của ông là cô Endark Karawadi, 30 tuổi. Truyền thông địa phương nói rằng cô Endark đang theo học tại một trường đại học tại Jakarta, Indonesia. Cảnh sát cho hay các nhân viên cứu cấp đã có mặt tại hiện trường trong vòng vài phút nhưng đã không thể cứu được hai nạn nhân. Ban tổ chức hiện bỏ buổi trình diễn pháo bông do tôn trọng các nạn nhân. Thưa quý vị, bản tin thế giới vừa rồi cũng đã kết lại bản tin ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Chúc cho quý vị có một cái Tết đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.